Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh cũng như là Cơ Khí Tận Thành. Trước mắt bà con đây là cái dòng máy băm sơ dừa mini sử dụng trong gia đình hộ chăn nuôi. Thì máy này thì nó sẽ có tác dụng là băm những cái quả dừa như này ra thành sơ, ra thành mụn để cho bà con có thể ủ làm phân phân hóa học, phân hữu cơ để bà con ủ nấm, hoặc là có thể là ứng dụng trong công việc bà con sử dụng để trồng trọt. Và thì sau đây Điện Máy Cường Linh xin test thử cho bà con luôn cái tác dụng của máy cũng như là máy nó hoạt động như thế nào. Đây là cái dòng máy băm sơ dừa cải tiến 3 dao đời mới. Đấy, bà con có cái tác dụng thì sau đây thì Điện Máy Cường Linh sẽ cắm thử và sử dụng máy luôn cho bà con để biết được cái tác dụng của máy. Đấy, hiện tại máy băm sơ dừa 3 dao thì nó đang có giá bán là 7.200.000 bao cước, còn đối với cái dòng máy băm sơ dừa 2 dao thì đang có giá là 7 triệu. Đấy, hỗ trợ tiền cước về tận nhà cho bà con. Còn máy nó vẫn bảo hành cho bà con 12 tháng, rất là yên tâm. Đấy, còn theo máy nó sẽ kèm theo hai sàng, một sàng để bà con thái mịn và một sàng bà con thái dạng thô, dạng khúc khúc. Băm sơ dừa mini mẫu mới nhất 2023. Rồi bật đi bạn ơi, lồng tiếng xong. Bật đi. Ô, anh này anh Mạnh. Thank you.
rất là tơi luôn. Thì đối với những cái trồng dừa như thế này thì bà con có thể để làm ủ nấm, hoặc là bà con có thể trực tiếp để ủ cái phần cây trồng của mình có cái độ chất dinh dưỡng tốt hơn. Đấy, như là một dòng phân hữu cơ luôn, thì bà con có thể trực tiếp để phay ra cả phần cùi dừa cũng như là phần sơ dừa như thế này. Thì với là cả cùi dừa và cả sơ dừa thì nó sẽ cung cấp đầy đủ những cái phần dưỡng chất để cho bà con có thể phục vụ công trong cái công việc mà bà con trồng những cái phần cây trồng, cũng như là những bà con nếu như cần có trong những cái ứng dụng như là bà con để ủ nấm thì nó cũng rất là tuyệt vời đối với những cái tác dụng của cái dòng sơ dừa. Thứ nhất nó tạo cái độ ẩm, và thứ hai là với cái độ chất dinh dưỡng ở trong phần sơ dừa như thế này đây mà có cái phần cùi dừa như thế này thì nó rất là tốt. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy băm sơ dừa thì có thể liên hệ bên điện máy Cường lên, địa chỉ 36 Cầu Điền A, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây 0962 133 858 để được báo giá tư vấn về cụ thể sản phẩm. Còn máy chuyển đến tay bà con thì bà con có thể cắm điện về test thử được. Đấy, còn máy thì sử dụng điện 220V nhé. Đấy, thì quay chi tiết cho bà con cùng thấy bên trong cấu tạo của máy luôn.